Ừ, con cá gì vậy? Trời ơi, bự dữ vậy. Cá này kêu cá gì? Cá leo. Cá leo hả? Ai câu vậy? Lại tung tâm rồi chạy. Trời ơi. Ừ, con cá leo gì bự mấy ký cứng? Mua cơ mấy ký? 3 ký 8. Con này là 3 ký 8 hả? Ừ, ơi, bự dữ vậy trời. Người ta bán con này 1 ký nhiêu? Trời ơi, mua chi mà giữ gì giữ vậy? Rồi về làm gì ăn? Con cá thì làm gì ăn? Biết đâu. Con cá thì làm gì ăn ngon? Chắc nghe người ta bài vậy, mua làm gì chứ. Trời trời, mua con cá này mà 800 ngàn hả? Ừ, chuyên gian 200 ngàn. Ừ ơi, con cá leo mà nó bự ghê mọi người. Con cá mà 220 ngàn một ký. 220 ngàn một ký mà 3 ký mấy? Chưa. 3 ký 8. Đây lại. 3 ký 8. Nhân ra là thành nhiêu? 1 ký 220 rồi 3 ký 8. Cho 4 ký đi. Cho 4 ký đi. Phải hết 880. 880 ngàn. Trời ơi, con cá gần cả triệu bạc. Bây giờ không biết làm món gì ăn đây mọi người. Mọi người chỉ cho làm món gì ăn nha. Rồi, cảm ơn mọi người.